Kính chào quý vị đã đến với những vụ trọng án trên kênh truyền thông chuyên biệt của chúng tôi. Thưa quý vị, khi chiếc ô tô được phát hiện phủ bụi ở khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ, phường Đại Kim, thành phố Hà Nội, cùng với sự mất tích của anh Dương Công Cường, sinh năm 1974, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, dư luận lấy dấy lên một nghi ngại về một vụ trọng án đã xảy ra. Cơ quan công an càng rốt ráo hơn trong việc truy tìm tung tích anh Cường để mở lối cho những cánh cửa khác trong hành trình phá án. Thế nhưng, để tìm ra tung tích nạn nhân và đưa kẻ gây án ra ánh sáng là một hành trình ròng rã với những cuộc đấu trí đầy căng thẳng. Chi tiết của sự việc như thế nào, mời quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi diễn biến của vụ việc và cùng thảo luận ở vấn đề này ở phần bình luận dưới video dưới đây. Vào ngày 28 tháng 11 năm 2020, Năng hẹn gặp anh Cường để giải quyết chuyện nợ nần tại cửa hàng thuốc số 126 Nguyễn Thượng Mẫn, nơi hai vợ chồng Mừng, Năng đang thuê để kinh doanh. Anh Cường và Năng đã xảy ra mâu thuẫn vì Năng muốn khất nợ, còn anh Cường thì lại muốn thu hết nợ. Thượng tá Phạm Phi Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương nhớ lại, đối tượng nghi vấn rất cảnh giác và luôn tìm cách che giấu hành vi phạm tội. Vợ chồng Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng đều là những người có học thức. Năng đã tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, còn Mừng đang là giảng viên của trường Cao Đẳng Dược Trung ương. Trong cuộc sống hàng ngày, vợ chồng Năng, Mừng là người rất quan tâm đến việc nuôi, chăm sóc con, không giao du với các đối tượng xấu và liên quan đến các vấn đề mặt trái của xã hội. Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh với đối tượng Cao Tài Năng, nghi vấn phạm tội giết người, phân công Đại tá Lê Quý Thương, Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hải Dương là trưởng ban chuyên án, Đại tá Phạm Minh Hải, trưởng phòng Cảnh sát Hình sự là thường trực ban chuyên án. Sau khi xác lập chuyên án đấu tranh, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo ban chuyên án tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phá án, xác định hiện trường vụ án, làm rõ hành vi của Cao Tài Năng và những người liên quan, thu nhập đánh giá tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng. Ban chuyên án luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh bộ công an, trực tiếp là Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy ban Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã đến Hải Dương trực tiếp nghe báo cáo của Công an tỉnh, chỉ đạo các thành viên của ban chuyên án từ công tác trinh sát đến đấu tranh trực tiếp, điều tra theo tố tụng và củng cố chứng cứ, chứng minh tội phạm, phân công nghiệp vụ cho từng lực lượng tham gia, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Cùng với việc ra thông báo truy tìm người mất tích, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp chặt chẽ với công an các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh, Hà Nội truy tìm người mất tích, đặc biệt là các tỉnh, huyện có tuyến sông lớn chảy qua, tăng cường thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, xác minh các trường hợp chết chưa rõ thông tin cá nhân. Từng điều tra không ít vụ án lớn, nhưng với các thành viên ban chuyên án, đây là vụ án đặc biệt nhất. Vụ án xảy ra đã lâu, đối tượng nhiều lần đến cơ quan công an để làm việc nên có tâm lý ổn định, chủ động khai báo những gì có lợi cho bản thân. Không những vậy, sau khi vụ án xảy ra, Mừng còn đã mang thai con thứ ba. Thời điểm vụ án được phá cũng là lúc nhiệt độ ở miền Bắc nóng nhất. Các thành viên của ban chuyên án hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Trong giai đoạn đầu, có thời điểm Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trực tiếp xét hỏi, động viên đối tượng, khó khăn chồng chất khó khăn. Ngay từ khi nhận được thông tin ban đầu, các đơn vị của Công an tỉnh đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra, xác minh, truy tìm tung tích nạn nhân cũng như phương tiện, ra soát nhân chứng. Tuy nhiên, các tài liệu thu thập ban đầu từ gia đình nạn nhân và những người liên quan chưa đủ đánh giá, nhận định đó là vụ trọng án. Trong khi vụ án xảy ra đã lâu, đối tượng Năng chỉ chủ động khai báo những tình tiết có lợi cho bản thân. Những lần tiếp xúc với ông Hùng, bố của nạn nhân, các thành viên ban chuyên án cảm nhận sâu sắc nỗi đau của người cha mất con, cùng sự tuyệt vọng đến cùng cực của những người thân trong gia đình. Khi sự thật về sự mất tích của con trai chưa được làm sáng tỏ, buổi làm việc nào với cơ quan công an, ông Hùng cũng khóc. Rồi khi xác định con trai đã mất, ông khẩn khoản những mong muốn tìm được thi thể của người con trai xấu số. Mấu chốt để vợ chồng đối tượng nhận tội là từ các biện pháp trinh sát đã xác định được mối quan hệ làm ăn, kinh tế, nợ nần, cùng nhiều điều kiện khác nữa. Đi đến việc đấu tranh hiệu quả tại cơ quan công an, ban đầu Năng quanh co chối tội, khai nhận không liên quan đến việc anh Cường mất tích. Tuy nhiên, cùng với các chứng cứ mà cơ quan công an đã dành công thu nhập, trước đó, đối tượng Năng đã phải khai nhận về hành vi phạm tội. Cao Tài Năng kinh doanh tự do, còn vợ là giảng viên trường Cao Đẳng Dược Trung ương tại Hải Dương. Khoảng năm 2018, vợ chồng Năng, Mừng
góp vốn với vợ chồng anh Nguyễn Tiến Hắt và chị Nguyễn Thị Hắt cùng trú tại thành phố Hải Dương, mở một số hiệu bán thuốc Tây, trong đó có thuê nhà số 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn của bà Nguyễn Thị Kim Bê để mở hiệu thuốc Tây, lấy tên là Việt Đức và thuê chị Nguyễn Thúy Hắt thường trú tại Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh bán hàng. Theo hợp đồng, hàng ngày chị Hắt bán từ 7 giờ đến khoảng 21 giờ, nghỉ trưa tại hiệu thuốc. Buổi tối, chị Hắt về phòng trọ của mình ngủ. Từ khi kinh doanh, vợ chồng Năng thường xuyên vay tiền, tính lãi của anh Dương Công Cường. Sau khi Năng hẹn anh Cường đến nhà mình vào ngày 28 tháng 11 năm 2020 rồi gây án nhằm quỵt nợ, anh ta đã gây ra hàng loạt tội ác. Từ việc đánh anh Cường tử vong rồi giấu xác thi thể, đưa xe lên Hà Nội đánh lạc hướng của cơ quan điều tra. Bởi thế, để tìm ra thi thể nạn nhân, cơ quan công an đã tốn không ít công sức. Căn cứ vào lời khai của Cao Tài Năng và tài liệu điều tra xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh khám nghiệm chi tiết kỹ càng để thu thập dấu vết tội phạm. Những chi tiết dù nhỏ nhất cũng không bỏ sót. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Viện Khoa học Hình sự khám phá hiện trường nơi đối tượng khai và đã chôn thiêu hủy xác nạn nhân, truy tìm nhân chứng có liên quan, xác định thời điểm Năng thực hiện hành vi tàn độc, làm việc với chủ khu đất nơi xác định Năng chôn và hủy hoại thi thể nạn nhân. Vì thế, dù đối tượng dùng thủ đoạn tinh vi xóa dấu vết, vứt phần thi thể còn lại của nạn nhân xuống sông, nhưng lực lượng đấu tranh chuyên án cùng cán bộ Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã tìm thấy phần thi thể còn lại của nạn nhân. Đây là chứng cứ quan trọng để xác minh hành vi phạm tội của vợ chồng Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng. Do vụ án đã xảy ra lâu, nhiều hiện trường bị xáo trộn. Vì vậy, việc trưng cầu Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an khám nghiệm, kiểm tra kỹ dấu vết, tang vật vụ án là điều đặc biệt quan trọng. Đây là cơ sở quan trọng để tham mưu với Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương xác lập án đấu tranh. Vì thế, mặc dù vợ chồng Năng, Mừng có thủ đoạn tinh vi để xóa các dấu vết, nhưng vụ án đã được điều tra làm rõ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố Cao Tài Năng về hành vi giết người, cướp tài sản và xâm phạm đại thể, Vũ Thị Mừng về tội che giấu tội phạm và xâm phạm đại thể. Theo cáo trạng, vợ chồng Cao Tài Năng thuê nhà số 126 đường Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương để mở hiệu thuốc Tân Dược, lấy tên là hiệu thuốc Việt Đức, thuê chị NTH sinh năm 1999 ở Bắc Ninh bán hàng từ 7 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Quá trình kinh doanh, vợ chồng Cao Tài Năng có vay anh Dương Công Cường sinh năm 1974 ở thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương, số tiền là 7,2 tỷ đồng, thể hiện ở trên 8 giấy viết tay với tổng số tiền là hơn 6,4 tỷ đồng và anh Cường chuyển khoản vào tài khoản anh Năng hơn 784 triệu đồng. Vợ chồng Cao Tài Năng đã chuyển khoản trả nợ cho anh Cường số tiền hơn 4,2 tỷ đồng, còn nợ anh Cường hơn 2,9 tỷ đồng. Khi anh Cường yêu cầu Năng phải trả nốt số tiền còn lại, do không có tiền nên Năng đã xin khất nợ nhưng anh Cường không đồng ý. Khoảng 14 giờ 30 ngày 27 tháng 11 năm 2020, anh Cường điện thoại cho anh Năng thông báo sáng ngày hôm sau, 28 tháng 11 năm 2020 sẽ lên thành phố Hải Dương gặp anh Năng để thanh toán nợ. Năng đồng ý. Đến khoảng 6 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2020, chị Hắt và một số nhân viên bán thuốc đi tư vấn, khám sức khỏe miễn phí, hỗ trợ cho một số cửa hàng thuốc khác. Còn Vũ Thị Mừng đi công việc ở Hà Nội theo kế hoạch từ trước. Hiệu thuốc Việt Đức không có ai. Khoảng 8 giờ cùng ngày, Năng đến hiệu thuốc Việt Đức, mở cửa và đi lên tầng 2 thì phát hiện có một đoạn gậy gỗ hình trụ tròn dài khoảng 50-60cm, đường kính từ 5-7cm nên Năng nảy sinh ý định điều anh Cường đến hiệu thuốc này để xin khất nợ, nếu không đồng ý thì sẽ sát hại anh Cường. Khoảng 8 giờ 48 cùng ngày, Năng gọi điện cho anh Cường, khi đó anh Cường đang ở thành phố Hải Dương, hẹn đến hiệu thuốc Việt Đức để nói chuyện và anh Cường đồng ý. Trước đó, anh Cường đã đến nhà em rể tên Ca ở Gia Lộc, Hải Dương để mượn xe ô tô màu đen, đăng ký với tên anh Ca. Anh Cường điều khiển xe ô tô này đến hiệu thuốc Việt Đức gặp anh Năng. Cáo trạng cho biết, cũng theo cáo trạng, tại tầng 1 của hiệu thuốc, anh Cường yêu cầu anh Năng phải trả hết số tiền nợ, nhưng anh Năng nói có gần 200 triệu đồng, anh Cường không đồng ý. Năng bảo anh Cường lên gác xếp để nói chuyện tiếp. Anh Cường đi lên cầu thang trước, anh Năng ngay phía sau. Lúc này, anh Năng nhặt cây gỗ cạnh cửa, đánh vào đầu anh Cường cho đến khi ngừng thở.
Cáo trạng cho biết do sợ người khác phát hiện, Năng lấy khóa xe của anh Cường, điều khiển xe đi cất giấu. Trên đường đi, Năng lấy một số đồ vật trên xe rồi vứt xuống bãi rác. Năng lái xe đến khu vực đô thị Kim Văn Kim Lũ thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Thấy khu vực này có nhiều xe ô tô đỗ nên đã đỗ khóa cửa xe tại đây. Tối hôm đó, Năng cùng vợ mang xác của anh Cường ra bờ sông Kim Sơn thuộc hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải ở địa phận tỉnh Hải Dương để chôn. Theo cáo trạng, đến đầu giờ chiều ngày 29 tháng 11 năm 2020, Năng điều khiển xe ô tô chở Mừng lên Hà Nội mua cồn 90 độ keo 502 thân mặt, mục đích để xóa dấu vết trên xe. Ngoài ra, Năng còn giật camera giám sát hành trình của xe rồi đập vỡ. Tất cả các dụng cụ dùng để xóa dấu vết, camera đã bị phá hủy đều được vợ chồng Năng cho vào thùng rác rồi khóa xe lại. Sau đó, trên đường về, Năng ném chìa khóa xe xuống sông Kim Sơn. Thời gian sau đó, Năng thường xuyên ra khu vực chôn thi thể anh Cường để xem xét tình hình. Đến khoảng cuối năm 2020 âm lịch, khi ra khu vực này, Năng phát hiện có một số cây mới được trồng. Do nghĩ sẽ có người tiếp tục đào đất trồng cây, có thể phát hiện thi thể của anh Cường, nên Năng nghĩ cần phải đào thi thể anh Cường lên rồi đốt xác phi tang. Tối ngày 27 tháng 12 âm lịch, tức ngày 8 tháng 2 năm 2021, vợ chồng anh Năng quyết định đào đại thể của anh Cường lên đốt phi tang. Sáng ngày 18 tháng 11 năm 2021, Cao Tài Năng cùng vợ là Vũ Thị Mừng, cùng chú tại Hải Dương, tỉnh Hải Dương, hầu tòa trong vụ án mưu sát chủ nợ rồi đốt xác phi tang gây chấn động dư luận. Trong vụ án trên, bị can Cao Tài Năng sinh năm 1981 bị truy tố tội sát hại người, cướp tài sản và xâm phạm đại thể. Bị can Vũ Thị Mừng sinh năm 1983, vợ của Cao Tài Năng, bị truy tố về tội che giấu tội phạm và xâm phạm đại thể. Cả hai cùng trú ở phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Thưa quý vị, vụ án đã khép lại, công lý cũng chiến thắng cái ác, những kẻ phạm tội cũng phải nhận lấy bản án thích đáng. Vụ án mở ra nhiều bài học, nổi bật nhất là hoạt động mở tín dụng đen trong xã hội hiện nay. Người dân nên cảnh giác với thủ đoạn của các cá nhân tổ chức cho vay nặng lãi vì hệ lụy là rất lớn. Trường hợp của Cao Tài Năng là một bài học đắt giá. Chúng tôi hy vọng rằng khi đối diện với các tình huống, hãy ứng xử thật bình tĩnh, ứng xử một cách chừng mực để tránh gây xảy ra những điều đáng tiếc. Đến đây thì chương trình phải nói lời tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.